Muốn bố mẹ lắng nghe thì con phải kia chia sẻ, phải nói, không nói thì ai hiểu được. Thanh kiếm nào xong bé nhá. Xin mời Phúc Hưng. Lời nói trong lúc giận dữ. Vỗ tay, chúc mừng. Còn hạnh phúc câu tiếp theo. Chắc đầu lòng toàn hạnh nhất. Xin mời Hạnh Dương. Con thật thời tham nam là chất đầu toàn hạnh nhất. Vỗ tay. Ngọn lửa nào dữ dội nhá. Xin mời Khánh An. Đam mê ngọn lửa dữ dội nhất. Đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất. Chính xác. Muốn bố mẹ lắng nghe thì con phải làm gì? Xin mời Nhật Linh. Muốn bố mẹ lắng nghe thì anh Minh. Chưa bao giờ lâu. Nỗ lực là chưa đúng. Khôi. Trong buổi học vừa nãy thầy đã nói rồi, chúng ta về nhà chúng ta vẫn uỵch cái cặp. Chúng ta gặp việc khó chịu trên trường, bị điểm kém về nhà chúng ta vẫn uỵch cái cặp vào. Thậm chí có những bạn bảo bố mẹ bảo là tắt tivi đi, đi học. Cặp yêu kiểu nó bịch cái bố mẹ cảm thấy choáng váng luôn. Thì các bạn phải gì? Phải chia sẻ. Khi bạn chia sẻ ra thì bố mẹ mới lắng nghe. Ok, đáp án là chia sẻ. Ghi lại đi. Muốn bố mẹ lắng nghe thì con phải chia sẻ, phải nói. Không nói thì ai hiểu được. Cũng khi nào là ai nhất? Xin mời Tâm. Đúng rồi. Chăm chỉ học là vũ khí là ai nhất? Thầy hỏi Nhật Tinh nhá. Ai là người lợi lạc nhiều nhất? Có một hình ảnh là bạn một bạn cho một bạn ăn kem này. Và một bạn cho một bạn uống nước đó. Đó. Đấy là gì? Đấy là tinh thần gì nhỉ? Đúng rồi. Thế thì người được lợi lạc nhiều nhất là người gì? Người biết chia sẻ. Rồi, chúc mừng con.